Tôi là Trần Quang Duật, xin kính chào quý khán thính giả, quý chiến hữu đến với tiết mục Một Ngày Đặc Biệt. Thưa quý vị, theo tin tức cho biết vào hồi 22 giờ ngày 15 tháng 9 năm 1972, ba người lính sống sót cuối cùng thuộc trung đoàn trực hải của Việt Cộng đã bơi thoát được sang phía bắc của bờ sông Thạch Hãn. Tin này đã bay về Hà Nội và tướng Võ Nguyên Giáp đã ôm mặt khóc. Tiếp theo đó, cuộc đời quan lộ của vị tướng đầy huyền thoại này đã chìm dần theo dòng lịch sử. Và hai trong ba vị tướng của Việt Nam Cộng Hòa đã tạo nên trang sử oai hùng không chỉ cho quân đội miền Nam mà còn cho cả lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Hai vị tướng đó là tướng Bùi Thế Lân, tư lệnh binh chủng thủy quân lục chiến, và tướng Ngô Quang Trường, tư lệnh quân đoàn 1, quân khu 1. Sau đây, xin mời quý vị cùng quý chiến hữu theo dõi cho phần thời sự của chúng tôi là Lời Tri Ân. Trước khi mời quý vị theo dõi chương trình này, thay mặt cho ban tuyên tập Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi xin thắp một nén tâm nhang dâng lên tất cả các anh linh, các binh chủng trong đạo quân Bảo Quốc An Dân đã hy sinh để tạo nên một chiến thắng không tiền khoáng hậu này. Thưa quý vị, để tránh những yếu tố khách quan trong chương trình này, chúng tôi xin phép được trích đọc một phần các bài viết của các ký giả chiến tranh ngoại quốc còn có lương tâm nghề nghiệp cùng quý vị tướng lãnh Mỹ nhận xét về hai tướng này. Thứ nhất, tướng Bùi Thế Lân. Trong quyển hồi ký Cưỡi Ngọn Sấm, Ride the Thunder của tác giả Richard Botkin, đã viết như sau. Bọn Cộng sản Bắc Việt tưởng như đã thành công khi họ được trang bị thật dồi dào, hầu như là vô tận về chiến xa, pháo binh, cùng với vũ khí phòng không tối tân nhất của Nga. Với bất ngờ, cùng cú đánh phủ đầu này sẽ đánh gục quân đội miền Nam tại chiến trường Hỏa Tuyến. Nhưng tình báo của chúng hoặc vô tình hoặc cố ý không tính đến sự kiện của các binh chủng của miền Nam là mũ xanh, mũ đỏ và mũ nâu, đặc biệt là thủy quân lục chiến với tư lệnh là tướng Bùi Thế Lân. Phóng viên chiến tranh người Đức Uwe Schiermann Netto trong quyển ký sự Tình yêu của một phóng viên dành cho một dân tộc Việt Nam bị bỏ rơi đã viết như thế này. Trong cuộc nói chuyện với tướng Lân, ông đã tâm sự với ký giả người Đức rằng ông có rất nhiều kinh nghiệm và hiểu biết về lịch sử, giá trị của kinh đô Huế trong giai đoạn đặc biệt này. Khi mà Việt Cộng có ý định dùng cố đô Huế để ra mắt chính phủ bù nhìn của Hà Nội. Nếu Huế rơi vào tay địch thì cuộc chiến bảo vệ miền Nam sẽ chấm dứt. Đó là lý do tại sao mà Tổng thống Thiệu đã cho điều động những đơn vị tuy nhẹ nhất ra nơi này. Uwe Schiermann Netto cho biết vị tư lệnh mũ xanh sinh trưởng tại Hà Nội và hai người đã quen biết nhau rất là lâu. Dưới mắt nhiều viên chức người Mỹ, các tùy viên quân sự ngoại quốc tại Sài Gòn và các phóng viên chiến trường tại Huế đã đánh giá tướng Lân là một vị tướng có khả năng chỉ huy rất cao và là vị tướng dữ dằn nhất trong cuộc phản công tại vùng này. Thứ nhì, trung tướng Ngô Quang Trường. Tại Sài Gòn trước năm 75, người ta thường kháo với nhau như sau: nhất thắng, nhì thanh, tam trinh, tứ trưởng. Như vậy đã nói lên tư cách của bốn vị tướng này và đặc biệt là tướng Ngô Quang Trường. Ngày 25 tháng 2 năm 1991, đại tướng Norman Schwarzkopf, tư lệnh Bộ Tư lệnh miền Trung Hoa Kỳ trong cuộc hành quân bão sa mạc, đã viết như sau. Kính thưa tướng trưởng, cảm ơn ngài đã gửi cho tôi một lá thư ngắn. Nó khiến cho tôi rất hãnh diện rằng ngài hãnh diện về tôi bởi vì ngài là một trong các bậc thầy vĩ đại nhất của tôi. Nhiều chiến lược tôi áp dụng hàng ngày trên mặt trận Trung Đông ngày hôm nay là những điều ngài đã hướng dẫn tường tận cho tôi 25 năm trước khi tôi và ngài cùng chung chiến đấu bên nhau ở chiến trường Việt Nam. Tôi rất lấy làm phấn khởi khi được biết ngài đã vượt thoát được đến nước Mỹ, mặc dù trong đời tôi lúc nào cũng bị ám ảnh bởi chuỗi ngày đen tối kể từ khi quý quốc bị giày xéo bởi kẻ thù phương Bắc. Mặc dù vậy, một trong những niềm kiêu hãnh trong cuộc đời binh nghiệp của tôi mà tin chắc sẽ còn sống mãi, đó là những ngày mà ngài và tôi cùng sát cánh chiến đấu bên nhau vì lý tưởng tự do. Tôi hy vọng rằng khi cuộc chiến chấm dứt, có dịp nào chúng ta sẽ gặp nhau. Thân mến, Norman Schwarzkopf, tướng lục quân Hoa Kỳ. Và sau đây, xin phép được trích dẫn một vài đoạn trong hồi ký của vị đại tướng Hoa Mỹ như sau. It does not take a hero, không cần một anh hùng. Vị đại tướng Mỹ này đã nhận xét về trung tướng Ngô Quang Trường như sau.
khi đại tá Ngô Quang Trường còn là tham mưu trưởng của sư đoàn dù dưới quyền chỉ huy của tướng Du Quốc Đống. Ông ta không giống như một hình ảnh một thiên tài quân sự mà tôi thường nghĩ đến, cao chỉ có 1m70, ở lứa tuổi 40 rất ốm, với cái lưng gù và có cái đầu dường như quá to với thân hình của mình. Gương mặt của ông lúc nào cũng nhăn nhúm và rắn rỏi, không đẹp trai một tí nào cả, và điếu thuốc luôn luôn dính trên môi. Thế mà ông được những viên chức và binh lính của ông kính nể và làm kinh sợ những cấp chỉ huy của miền Bắc khi những người này biết khả năng điều động của ông. Bất cứ khi nào có một cuộc hành quân, mưu mạo đặc biệt nào xảy ra, ông đều đặt ông vào nhiệm vụ chỉ huy. Chỉ cần đơn giản hình dung cho trận địa và moi lại kinh nghiệm chiến đấu chống kẻ thù 15 năm, tướng trưởng đã chứng tỏ khả năng kỳ lạ của ông trong chuyện tiên đoán địch sẽ làm gì. Tôi chưa từng nghe thấy điều gì như thế này xảy ra tại trường võ bị West Point. Tôi nghĩ, cái gì mà 8 giờ và cái gì là 11 giờ thế này? Ông ta sắp xếp để đánh kiểu gì đây? Nhưng rồi tôi cũng nhận ra được một nét đại cương kế hoạch của ông trưởng đã tái sáng chế ra cái chiến thuật mà Hannibal đã dùng vào năm 217 trước công nguyên để bao vây và tiêu diệt quân đoàn La Mã trên bờ hồ Tasimen. Kính thưa quý vị, vì thời lượng của chương trình, chúng tôi sẽ có một chương trình đặc biệt để nói về vị tướng này, và cho phép chúng tôi được kết luận như sau. Đánh dấu 44 năm chiến thắng cổ thành Quảng Trị, chúng tôi xin phép được gửi lời tri ân đến hai trong những con chim đại bàng của vùng hỏa tuyến năm xưa là tướng Bùi Thế Lân và tướng Ngô Quang Trường. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin đa tạ.